vừa là một trong 63 tỉnh thành của Việt Nam, nhưng cũng vừa là một tiểu vương quốc lừng lẫy, đó chỉ có thể là Thanh Hóa. Chúng ta đã nghe qua khá nhiều câu chuyện khác nhau về Thanh Hóa từ những người không đến từ nơi đây. Thế nhưng mấy ai đã từng nghe về Thanh Hóa qua lời kể của một con dân sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa chưa? Là một người con sinh ra và lớn lên ở thành phố Thanh Hóa, không hề ý thức gì đến chuyện phân biệt vùng miền cho đến khi bước chân lên Hà Nội đi học, đi làm, trải qua bao câu chuyện dở khóc dở cười vì đến từ một tỉnh thành đặc biệt. Tác giả Cloudy chia sẻ chính mình đã từng nghe rất nhiều tin đồn, định kiến và cả những tò mò về tỉnh của mình. Đôi khi thành một thâm cung bí sử mà ai nghe đến Thanh Hóa là sẽ hỏi liền như một thói quen. Bởi vậy mà bài viết Midimo mà viền Thanh Hóa được ra đời. Trong video này, chúng ta cùng đi vào khám phá cũng như là giải mã một số hiểu lầm về xứ sở Thanh Hóa. Video này sẽ bao gồm 4 phần: vị thế của Thanh Hóa, cây rau má trong lòng người dân Thanh Hóa, ẩm thực đặc biệt của xứ Thanh và về sự kỳ thị. Vì đáng tiếc là chúng mình hiện chưa có voice talent nào có thể diễn tả được đúng ngữ âm của xứ Thanh, thế nên Spider Room chúng mình xin phép được lược bớt một số nội dung liên quan đến cách nói tiếng Thanh Hóa. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết gốc của tác giả. Chúng mình sẽ đính link ở dưới phần mô tả video nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Vị thế của Thanh Hóa. Hồi đầu khi mình đi học đại học và nói từ Thanh Hóa ra, thì đến đây ai cũng ngạc nhiên như là mình ở trên núi xuống vậy. Ôi thế thì xa lắm. Câu nói này mình đã được nghe rất nhiều lần. Vậy nên khi mình bảo không, tớ ra đây chỉ mất 2 tiếng rưỡi thôi và có thể đi về trong ngày, thì người nghe ai nấy đều bật ngửa. Trong lòng mọi người thì vùng đất Thanh Hóa có vẻ như là rộng và dài lắm, và chắc chắn sẽ phải đi rất lâu thì mới đến, vậy nên mới có phản ứng thế này. Ngoài ra, với người tỉnh ngoài thì mọi người cũng hay gọi Thanh Hóa với một cái tên thân thương là Tiểu Vương Quốc, và đùa vui người Thanh Hóa là người nước ngoài. Để thêm phần sống động, nhiều trang tin giải trí ở quê mình còn sáng tạo thêm cả quốc kỳ và hộ chiếu. Chúng mình cũng không ngại mà hùa theo luôn. Còn về bản chất thì cái tên Tiểu Vương Quốc không phải là sai, khi nó có thể lý giải với hình thế địa hình và cả bề dày lịch sử. Về địa lý, đứng thứ 5 trên cả nước về diện tích, địa hình Thanh Hóa chia cắt phức tạp với nhiều loại khác nhau: đồi núi, trung du, đồng bằng và ven biển. Bởi vậy về địa lý, Thanh Hóa được bảo vệ rất vững chãi. Phía bắc Thanh Hóa là giáp Hòa Bình, Sơn La, Ninh Bình, đều là các tỉnh có địa hình núi non trùng điệp, quân địch khó có thể xâm nhập xuống Thanh Hóa từ phương Bắc. Phía đông Thanh Hóa giáp Biển Đông, tưởng chừng đây sẽ là con đường xâm nhập dễ dàng. Thế nhưng Thanh Hóa có rất ít cửa sông đủ lớn để có thể bị xâm nhập bằng đường thủy. Phía nam Thanh Hóa giáp Nghệ Tĩnh, một trong những vùng đất cằn cỗi và khó khăn nhất miền Trung. Cũng chính vì vậy mà nơi đây sinh ra những con người có sức chịu đựng lớn hơn các vùng khác. Những đội quân thiện chiến đều đã từng được sản sinh ở nơi đây. Về lịch sử, mình có được nghe một câu nói là thế xứ Thanh thần xứ Nghệ. Hồi nhỏ học lịch sử ù ù cạc cạc thì mình chỉ biết loáng thoáng là vị thế của Thanh Hóa rất nổi bật thôi. Cho đến khi bố bảo ngẫm xem có bao nhiêu triều đại xuất phát từ Thanh Hóa thì mình mới ngớ người vì nhiều quá. Có thể kể tới những cái tên nổi bật như sau: Bà Triệu, người đã khởi nghĩa đánh quân Ngô thời Bắc thuộc; Lê Đại Hành hay Lê Hoàn, vị hoàng đế sáng lập ra nhà Tiền Lê. Dù còn nhiều tranh cãi với ba tỉnh thành, nhưng có thể khẳng định ông được sinh ra tại Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hồ Quý Ly, lập nhà Hồ với tên nước là Đại Ngu ở Thanh Hóa, hiện vẫn còn di tích lịch sử thành nhà Hồ. Lê Thái Tổ hay Lê Lợi, với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược, ông là người Thọ Xuân, Thanh Hóa, hiện ở quê nhà vẫn còn khu di tích Lam Kinh, tức là thành cổ Lam Kinh xưa. Gia đình Trịnh Nguyễn, thời Lê Trung Hưng. Trịnh Kiểm, chúa Trịnh đầu tiên trong giai đoạn của vua Lê chúa Trịnh, chính là anh rể của Nguyễn Hoàng, người mở mang bờ cõi phía Nam và sau này trở thành chúa Nguyễn ở Đàng Trong, tổ tiên của 13 đời vua triều Nguyễn sau này. Cả hai người đều là người Thanh Hóa. Thanh Hóa muốn núi có núi hiểm trở, muốn đồng bằng có đồng bằng màu mỡ, muốn biển có đường biển dài gần 102 km. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em khác nhau. Thanh Hóa có thể giao thương với đầy đủ các loại hình phương tiện: đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, dễ dàng kết nối với vùng phía Bắc và các tỉnh duyên hải miền Trung. Có cửa khẩu quốc tế Na Mèo và cụm cảng Nghi Sơn. Đây cũng là nơi giữ gìn nhiều di sản văn hóa có giá trị tinh thần cũng như lịch sử, đó là di sản văn hóa núi Đọ từ thời đồ đá, chống đồng Lam Sơn, trải dài theo chiều dài lịch sử của đất nước. Có thể thấy với vị thế địa lý và lịch sử như vậy, Thanh Hóa chẳng khác nào một đất nước thu nhỏ, nên gọi Thanh Hóa là Tiểu Vương Quốc thì cũng rất hợp lý.
cây rau má trong lòng người Thanh Hóa. Dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu, câu này thì hẳn là quá quen thuộc, bởi vì khi biết mình là người Thanh Hóa thì mọi người toàn hỏi về ý nghĩa thực sự của câu này. Thực ra nhiều người vẫn cho rằng đây là câu nói có ý dè bỉu người Thanh Hóa quá nghèo nên phải phá đường tàu, ăn rau má sống qua ngày. Đến cả người dân quê mình còn tưởng vậy luôn, nên họ không thích người khác lấy câu này ra để nói đâu. Thế nhưng thực chất, câu nói này lại bắt nguồn từ câu chuyện về sự chịu khó, sự hy sinh vì lòng yêu nước của người dân Thanh Hóa. Vào thời kỳ Bắc thuộc gian khổ, người dân nơi đây đã phá đường tàu để ngăn Pháp khai thác, vơ vét sản vật của nước ta. Dân ta đã lấy sắt đó để rèn gươm đao. Thấy đường tàu làm mãi không xong, Pháp mới hỏi quan huyện xứ Thanh. Thấy trên đường tàu cây rau má mọc rất nhiều, để quan Pháp không nghi ngờ, quan huyện xứ Thanh đã lấy lý do người dân khổ quá, không có gì ăn, nên ăn rau má ở đường tàu. Từ đó mà nên câu nói dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu. Mà sự thật là dân Thanh Hóa thời gian ấy cũng ăn rau má thật. Họ ăn rau má rồi để dành thóc ngô khoai phục vụ tiền tuyến, góp phần vào công cuộc bảo vệ đất nước. Còn bây giờ thì trong cuộc sống đời thường của tụi mình sẽ không còn cây rau má nữa, bởi vì rau má đã trở thành đặc sản là cao lương mỹ vị thường thấy trong nhà hàng thôi. Rau má giờ không chỉ dùng để ăn nữa, mà mọi người đã chuyển qua làm bột rau má, uống nước rau má, thạch rau má, trà túi lọc rau má. Hết rồi thì mình chỉ mê mỗi nộm rau má, ăn vừa mát lại vừa ngon. Ước mơ lớn nhất của người Thanh Hóa thì vẫn là cây rau má to bằng lá sen thôi, vì trồng rau má mang lại giá trị kinh tế, vì còn được xuất khẩu ra nước ngoài nữa. Ẩm thực đặc biệt của xứ Thanh. Nãy giờ đi tới đi lui lịch sử văn hóa nhiều rồi, giờ thì mình đi vào đồ ăn của Thanh Hóa xem nó có gì ngon nhá. Mình biết là nhiều bạn nghĩ đến món này đầu tiên khi mà nhắc tới món đặc sản của Thanh Hóa đúng không? Lần đầu tiên đi sang tỉnh khác sinh sống, mình khá sốc vì bạn bè mình đều đòi mình mang nem chua Thanh Hóa cho mà ăn. Mình lật đật đi mua và khệ nệ mang ra cho bạn bè. Trông mọi người mỗi người 10 cái nem ăn trong phút mốt là mình thảng thốt. Nói thật là ở một tỉnh ăn nem chua lúc nào cũng được như mình. Lớn dần lên thì ăn nem đã trở thành một thói quen, nên mình cũng không bao giờ ăn quá nhiều. Nem quê mình ăn ngon, giòn, lá cuốn vừa phải, thường được chia làm hai dạng, trụ đứng hoặc là tròn. Ăn cùng tương ớt thì nhân sinh cũng không còn gì là hối tiếc. Ngoài nem chua ra thì cũng nhiều loại nem như là nem thính, nem nướng. Ở Thanh Hóa có các quán ăn chỉ bán nem thôi, chỉ đến và ăn nem thôi mà cũng đủ các loại nem. Xin giới thiệu với mọi người món chả phòng, món ăn anh em với món nem rán ở ngoài Bắc. Thanh Hóa gọi là chả phòng là để phân biệt với chả quế. Chả phòng khá là giống nem rán, nhưng phần nhân sẽ có tôm, thịt, trứng, mộc nhĩ, miến và ăn sẽ ngậy hơn một chút. Món này rất quen thuộc trong cuộc sống gia đình của người Thanh Hóa, là món ăn trong bữa cơm hàng ngày luôn. Theo truyền thuyết, nguồn gốc của chiếc bánh gắn liền với điển tích vua Lê Đại Hành đích thân xuống ruộng cày bừa trong lễ hội đầu năm. Để nhớ công lao của vua, người dân đã làm nên chiếc bánh để tiến vua. Phần nhân sẽ gồm mộc nhĩ, thịt băm, hành được bao bọc bởi một lớp bột tẻ, cuốn bên ngoài bởi lá dong. Bánh làm theo hình thuôn dài, dẹt hai đầu và phình ở giữa như là lưỡi nhỏ của chiếc răng bừa. Bánh hiện vẫn còn có mặt trong rất nhiều sự kiện truyền thống lớn trong năm của người Thanh Hóa như là ngày rằm, ngày giỗ, ma chay cưới hỏi, Tết âm hay là khi nhà có việc lớn. Cái tên kỳ quặc của loại bánh này thì mình vẫn chưa lý giải được, chỉ biết bánh này đã có từ lâu lắm rồi và đã trở thành một món ăn dân dã bình dị trong đời sống của người dân xứ Thanh. Bánh nhè chắc hẳn là anh em của bánh chay thường thấy ở Hà Nội hay là bánh sủi dìn của Hải Phòng, nhưng cách làm lại có khác chút đỉnh. Bao bọc bên ngoài sẽ là một nếp mềm mịn, nhân bánh làm từ đậu xanh tán nhuyễn, dừa tươi và đường hoa mai tức ở đường vàng. Nước nấu bánh nhè sẽ gồm nước lọc và mật mía, nên về giao diện bên ngoài bánh sẽ có màu vàng nâu. Khi ăn sẽ có thêm chút gừng thái sợi, hoa quyện cùng nhân ngọt thanh và phần vỏ bánh mềm mịn cực hấp dẫn nha. Trên đây là sơ qua những cái món mình đam mê khi đi ra tỉnh bên ngoài không thể tìm thấy được, hoặc là có nhưng mà hương vị cũng không giống như là ở những hàng quán quê nhà. Một số món ăn ngon và thú vị khác các bạn có thể tham khảo ở bài viết gốc được gắn link ở trong phần mô tả video nhé. Nếu bạn có dịp đến Thanh Hóa thì đừng quên thử những món này nhé. Đảm bảo cực kỳ ngon bổ rẻ, ăn một lần là thèm đến mai sau. Về sự kỳ thị, phần cuối này mình muốn nói đến những điều mà mọi người xung quanh hay hỏi mình nhất. Đó là sự kỳ thị và định kiến vùng miền. Bạn cũng biết đấy, trong rất nhiều năm,
hình ảnh của người Thanh Hóa gắn liền với sự kỳ thị. Những con người gian dối lừa lọc, hiếu thắng ích kỷ, bị xã hội nghi ngại khi tiếp xúc, làm ăn hoặc trao đổi. Nói thật, chính những định kiến đó đã ảnh hưởng đến người dân quê mình rất nhiều, đặc biệt là sinh ra tâm lý mặc cảm tự ti, muốn giấu cái gốc gác của mình đi chỉ vì sợ bị kỳ thị. Hồi mình chuẩn bị đi Hà Nội học đại học, mình nghe cơ man những câu chuyện về dân Thanh Hóa bị kỳ thị. Người dân quanh mình cứ dọa, nào là đừng đi xe biển 36 không thì cảnh sát nó ghim, rồi đi thuê nhà thì đừng nói quê mình ra, không lại không cho thuê. Rồi bà mình còn dặn rằng, cố lấy cái thằng chồng người Hà Nội để thành người Hà Nội. Nhưng thực ra trong suốt những năm mình ở lại Hà Nội, mình vẫn đi chiếc xe biển 36 phi ầm ầm và bô bô cháu là người Thanh Hóa. Gần như mình chưa gặp bất kỳ sự kỳ thị nào. Cũng có bị vài lần bị kỳ thị ở trên đường, nhưng đó chỉ là những người qua đường, không đáng để mình để tâm. Mình nghĩ cũng phần nhiều là do thông tin phát triển mạnh mẽ hơn, xã hội dần có sự chuyển biến, cởi mở và nhìn nhận một cách đa chiều hơn. Bây giờ mỗi lần mình giới thiệu mình là người Thanh Hóa thì mọi người đều thêm vào là ừ, mình cũng gặp nhiều người Thanh Hóa, hay là mình có nhiều bạn, nhiều đồng nghiệp người Thanh Hóa tốt bụng, giỏi giang lắm, để không làm cho mình lo nghĩ buồn, cũng như là thể hiện họ sẽ yêu quý mình, yêu quý người Thanh Hóa nữa. Nói thêm một chút là vị trí địa lý của Thanh Hóa khá đặc biệt, nằm giữa miền Trung và miền Bắc, nên tính cách có phần vừa bảo thủ, quyết liệt, vừa mềm dẻo tùy thời, nhưng là sự gộp chung tính cách giữa hai miền. Thêm nữa, cũng như các tỉnh miền Trung, quê mình cũng hứng chịu nhiều thiên tai từ thiên nhiên. Việc mưu sinh là thách thức, nên con người cũng trở nên gan lì, bướng bỉnh, mong muốn vươn lên, đôi khi một phần nào đó sẽ là cực đoan. Thực ra người ở đâu thì cũng có người xấu người tốt, chẳng thể lấy một vài đặc tính để gán với cả một vùng miền. Nên mình tin là khi con người sống với nhau đủ tử tế, sống cởi mở, những định kiến như là dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu, ký bò kẹt xỉ sẽ dần lui xa thôi. Hy vọng qua video vừa rồi, các bạn sẽ biết thêm và thấu hiểu thêm về tiểu vương quốc Thanh Hóa, một trong 63 tỉnh thành và cũng là một vùng đất thú vị cả về địa lý, lịch sử lẫn văn hóa xã hội. Xem đến đây rồi, không biết các bạn có cảm nghĩ thế nào về video trên nhỉ? Hãy cùng comment ở phía bên dưới cùng Spider Room nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Spider Room. Bye!